Trên màn hình của mình đó chính là một cái trình tạo ảnh có tên là Film Create. Và mình đã tạo ra những tấm ảnh về robot AI, kỷ nguyên AI rất là đẹp đúng không nào? Để làm được cái tấm hình này, mọi người nghĩ xem mình sẽ mất khoảng thời gian bao nhiêu? 5 phút à? 1 phút? Thực chất thì rất là đơn giản, chỉ trong vòng 1 phút thôi, không phải mất hàng giờ hoặc là nhiều giờ hơn nữa để tạo ra một con robot rất là đẹp như thế này. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được những tấm ảnh robot kỷ nguyên AI này chỉ trong 1 phút? Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái con bot, nó có tên gọi là Pou. Thì trong cái Pou này á, đây là một cái trình mà mọi người có thể đăng nhập bằng cái link Pou, poe.com. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập bằng Gmail của mình. Sau khi đăng nhập bằng Gmail thì Gmail sẽ gửi về một cái code, chúng ta sẽ nhập cái code vô và sử dụng phần Pou miễn phí. Lúc này đây thì trên trình duyệt Pou chúng ta sẽ có rất là nhiều cái AI có thể miễn phí và cũng có thể là trả phí, nói chung là hình ảnh của các AI, nhưng chỉ có một số cái AI chúng ta có thể sử dụng free. Sau đó thì chúng ta sẽ cần cài thêm một cái con AI, một cái con AI cũng là một cái con bot được viết riêng để tạo ra cái prompt, tạo ra prompt cho trình tạo ảnh. Đó là con tên là Minh Châu, minhchau.ai. Thì để có được cái con Minh Châu này thì mình sẽ gửi cho các bạn cái link ở bên dưới là po.com minhchau.ai. Khi các bạn cài cài cái po này xong á, thì chúng ta sẽ bấm con po Minh Châu này thì ngay vào luôn nó sẽ tích hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu lệnh. Chúng ta chỉ cần đặt câu lệnh rất đơn giản. Chúng ta click vào phần Minh Châu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu lệnh rằng là coffee shop nha. Coffee shop, hãy tạo cho tôi hình quán cà phê đi, sân vườn. À, chỉ cần một cái câu lệnh đơn giản như vậy. Chúng ta chưa tạo được phần, chúng ta chỉ yêu cầu nó tạo cho chúng ta một cái quán cà phê sân vườn. Sau đó chúng ta bấm. Và lúc này nó sẽ mô tả cho chúng ta một công việc, sẽ nói với chúng ta về bối cảnh, phong cảnh. Sau đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lệnh bằng tiếng Anh như thế này. Rất đơn giản, nhanh vô cùng. Việc và nó gửi cho chúng ta một số trang để chúng ta lấy cái lệnh này nào để vô trong đây để tạo ảnh. Sau thì tôi sẽ copy cái copy này. Sau đó tôi sẽ vào phần một trong các này. Ví dụ như tôi vào phần bing.com image. Đây nha. Thì tại đây chúng ta sẽ có những cái trình mà ảnh có sẵn. Chúng ta chọn vào Bing Create của Microsoft. Mỗi ngày chúng ta có khoảng 15 token. 15 token. Chúng ta paste, cái phần câu lệnh vào. Và bấm Create. Bạn có thể thấy bên phải đây. Đó chính là những câu lệnh mà cái tài khoản Bing Create của Microsoft của tôi tạo ra. Chưa? Đó là những hình đẹp. Các bạn thấy chưa? Nó tạo ra chỉ trong chưa đầy 1 phút. Từ một câu lệnh của thằng... Từ một câu lệnh mà của Minh Châu cho ta một cái câu lệnh, một cái gợi ý của Minh Châu, đó là một gợi ý của ta, đó là tạo tôi hình quán cà phê. Sau đó là ra hình những cái câu lệnh, lấy câu lệnh vào vào phần Bing Create và nó tạo cho chúng ta được tấm hình như thế này, chỉ mất chưa đầy 1 phút. Rất là dài. Đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn. Sẽ thấy một quán cà phê như thế này để cho ai đó có ý tưởng xây dựng quán cà phê, chắc chắn sẽ là một cái ý tưởng tuyệt vời. Quá đẹp đúng không các bạn? Đúng. Tôi làm được, bạn làm được. Hãy follow và like cho tôi sẽ cho bạn xem những sáng tạo, những cách tạo ảnh mượt mà hơn, đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.